Sacos, wherever you go. Sacos, thương hiệu vali, ba lô, túi xách cao cấp từ Mỹ. Chào mừng các bạn đang quay trở lại với chương trình Thử thách bất ngờ. Và ngay bây giờ thì bốn người chơi của chúng ta chắc chắn là đang rất là muốn thử sức rồi đây. Chúng ta hãy cùng gặp gỡ và làm quen với họ nhé. Đầu tiên xin mời diễn viên Nhi Katy. Hãy cùng gặp gỡ một anh bạn diễn viên cũng gọi là điển trai không kém. Đó chính là diễn viên Dư Khánh Vũ. Và bên đây là cánh phải rồi đúng không? Chúng ta hãy cùng gặp gỡ cánh trái các bạn nha. Xin mời diễn viên Hiếu Hạnh. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ một bạn đang làm nhân viên kinh doanh. Bạn tên là Tâm Minh. Hồi nãy giới thiệu là nhân viên kinh doanh như vậy thôi, nhưng mà biết là máu nghệ sĩ rất là nhiều luôn nè, đúng không? À, đây có phải là lần đầu tiên bạn tham gia những game show như thế này không? Cũng đã từng tham gia, cho nên là lúc mà Tường Vy kêu thì mình cũng đã chuẩn bị sao cho nó ra đặc biệt là lạ, ấn tượng phải nào? Đẹp trai, phải cách quốc được. Phải kết quốc được, tại vì ngày hôm nay là ba người chơi còn lại của chúng ta đều là những bạn diễn viên rất là dễ thương rồi. Phải gây ấn tượng một chút xíu. Và Hiếu Hạnh, bạn có thể gửi lời chào đến quý vị khán giả được không nào? Dạ, em chào chị Vy, em chào anh chị và chào tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Thử thách bất ngờ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Hiếu Hạnh, hiện tại công việc của em là diễn viên. Nhưng mà bình thường á, công việc này á thì nó có chiếm quá nhiều thời gian của Hạnh hay không? Dạ, hiện là em mới học xong á, nên là nó cũng không có chiếm quá nhiều thời gian của em. Nhưng mà với chương trình Thử thách bất ngờ ngày hôm nay á, là một chương trình liên quan về ngôn ngữ tiếng Việt. Trong văn nói hàng ngày thì mình sử dụng quen thuộc rồi. Trong văn viết thì bạn có hay sai chính tả không? Dạ, văn viết thì em không có sai chính tả. Wow. Nhưng mà em coi chương trình thì em thấy em hơi bị sợ lo sao. Sợ hơi căng quá vậy. Kiểu như là mình thấy những cái từ đó là nó đúng rồi nhưng mà không biết sao nó sai nữa. À, còn Tâm Minh, lúc mà học cấp 1, cấp 2, cấp 3 thì không biết làm sao nha. Tới giờ văn là ai cũng ngủ hết, có mình anh là tỉnh. À, ý là nói là một bụng tiếng Việt luôn, đúng không? Toán lý hóa là anh dở, nhưng mà văn học tiếng Việt tập đọc thì anh hào hứng. Còn như Katy, dạ, về ngữ pháp tiếng Việt của mình như thế nào? Nói chung là em cũng dở môn ngữ văn lắm. Nhưng mà em muốn chơi tại vì muốn học hỏi thêm. Còn Vũ? Thật ra thì em không có tự tin về cái khả năng ngôn ngữ với lại khả năng giao tiếp của mình cho lắm. Vì vậy là em nghĩ là đi một ngày đàn học một sàng khôn thì đó là cũng là cái tiêu chí mà em đến với chương trình Thử thách bất ngờ. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng bước vào vòng đầu tiên.